Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, sáng nay các đại biểu thảo luận ở tổ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023, công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương và các đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình thảo luận tại tổ 12 cùng đại biểu Quốc hội các tỉnh Hưng Yên, Quảng Trị và thành phố Cần Thơ. Thảo luận tại tổ có ý kiến đại biểu cho rằng năm 2022 đất nước nỗ lực đạt được nhiều kết quả quan trọng, giữ được nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, kiểm soát được lạm phát. Năm 2023 để ngăn chặn đà suy giảm kinh tế, đảm bảo tốc độ tăng trưởng trong bối cảnh thương mại thế giới, xuất khẩu suy giảm, doanh nghiệp các đơn hàng tác động đến người lao động, an sinh xã hội đòi hỏi rất nhiều nỗ lực, phải có sự tập trung, có cả giải pháp cấp bách và lâu dài. Ý kiến khác cho rằng trong báo cáo đã đánh giá nguyên nhân khách quan, chủ quan của những khó khăn, hạn chế trong tình hình phát triển kinh tế xã hội là đúng nhưng chưa rõ ý, nhất là các yếu tố bên trong và việc phát huy nguồn lực, tiềm lực tăng trưởng và cần làm rõ hơn xung quanh một số chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia. Tại kỳ họp thứ tư thì chúng ta báo cáo chỉ có một chỉ tiêu, đó là chỉ tiêu về tăng năng suất lao động. Nhưng đến báo cáo lần này thì chúng ta đã thêm một chỉ tiêu, đó là cái chỉ tiêu về cái tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP chỉ đạt có 24,76%. Trong khi thì chỉ tiêu chúng ta đề ra là 25,7-25,8%. Thì đối với cái này tôi rất là quan tâm, bởi vì có thể nói hai cái chỉ tiêu này thì đều là những chỉ tiêu nó phản ánh cái chất lượng tăng trưởng và cái chất lượng nền kinh tế của chúng ta còn hạn chế. Do vậy nên tôi đề nghị chính phủ cần có cái đánh giá kỹ hơn cả về nguyên nhân khách quan cũng như là nguyên nhân chủ quan, để trên cơ sở đó thì đề ra những cái giải pháp phù hợp, khả thi và hiệu quả để chúng ta tập trung chỉ đạo điều hành để thực hiện các cái chỉ tiêu này trong cái năm 2023 được tốt hơn. Một số đại biểu cho biết, theo báo cáo năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của VCCI, qua khảo sát về doanh nghiệp năm 2022 cho thấy những con số đáng suy ngẫm, số doanh nghiệp báo lãi giảm so với năm 2021, doanh nghiệp báo lỗ tăng lên, mức độ lạc quan của doanh nghiệp không được cải thiện, đồng thời nhấn mạnh tìm kiếm khách hàng và tiếp cận nguồn vốn là hai khó khăn lớn nhất mà doanh nghiệp đang gặp phải. Ngoài ra là những khó khăn về tuyển dụng nhân sự, thủ tục hành chính, biến động của chính sách, pháp luật, khó khăn về môi trường kinh doanh. Vì vậy, từ nay đến cuối năm, các đại biểu đề nghị chính phủ tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, dịch vụ công. Trong thời gian qua, thì Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định về thành lập tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về nghiên cứu và đề xuất các giải pháp liên quan đến thuế suất tối thiểu toàn cầu. Như vậy, trong những tháng cuối năm 2023 và năm 2024, Chính phủ cần bổ sung đánh giá rõ hơn bối cảnh các cam kết quốc tế mà Việt Nam sẽ phải thực hiện, dự báo những tác động đến nền kinh tế khi thuế suất tối thiểu toàn cầu được áp dụng, nhận diện rõ những khó khăn, thách thức, đồng thời đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, trong đó bao gồm cả việc hoàn thiện các cơ chế, chính sách, quy định, pháp luật về thuế, chú trọng nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường, đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ công. Cũng trong sáng nay, Quốc hội thảo luận ở tổ về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án hồ chứa nước Capet, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, quyết định chủ trương đầu tư dự án đường từ quốc lộ 27C đến đường tỉnh DT656, tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Ninh Thuận, thảo luận về việc giao danh mục và mức vốn cho nhiệm vụ dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2%.